trí tuệ của con người là vô hạn. Quá là phi thường. Không thể tin được. Không thể tưởng tượng được. Người ngoài hành tinh. Khi sự phi thường đó được đánh thức, đó gọi là siêu trí tuệ. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 vượt ngoài sức tưởng tượng của quý vị. Việc mà các thí sinh chinh phục trong siêu trí tuệ Việt Nam cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của quý vị. Tôi sẽ làm khó thí sinh bằng những thử thách và cam kết với các bạn rằng những thử thách này, những siêu chiến binh của chúng ta xứng đáng là những thành viên trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Cái đấy là cái thú vị của siêu trí tuệ Việt Nam. Và mùa 2 này chắc chắn nó sẽ thành công, tôi đảm bảo như vậy. Hãy cùng Trấn Thành đón xem siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Không gì là không thể. Hãy cùng Tóc Tiên đón xem siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 nhé. Hãy cùng Ramnastic đón chờ siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 nhé. Tôi là Subin Hoàng Sơn và các bạn hãy đón xem siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 nhé. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 trên kênh Vi Giải Trí lúc 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.